14 Days Challenge là một chương trình thử thách xây dựng thói quen bữa sáng đủ để rèn luyện vận động và trí não dành cho các bạn nhỏ. Cùng với người bạn đồng hành Milo bữa sáng, bé sẽ nhận thử thách và tập luyện liên tục trong 14 ngày, thách đấu với một người bạn ngẫu nhiên tiếp theo. Hoàn thành thử thách sẽ được nhận sticker vàng, chưa hoàn thành sẽ nhận sticker nâu. Liệu các bạn nhỏ có vượt qua được hay không? Thôi nào, đừng tò mò nữa, hãy cùng theo dõi nhân vật ngay sau đây. Xin chào bạn, mình có một thử thách cho bạn. Hãy đi tìm một chiếc hộp. Chiếc hộp đó là màu xanh lá và nó rất nặng. Thôi, hết rồi, bye bye. Mình sẽ đồng ý tham gia thử thách cùng với Milo bữa sáng. Con thấy bị đau ở dưới chân. Uống thêm Milo buổi sáng thì mới đủ cho con. Dạ. Thực hiện được xong cái thử thách. Vậy con có bí quyết gì để chia sẻ với các bạn không? Bí quyết của con á
là phải chạy đều nè, thở đều, chọn trang phục phù hợp, với lại ăn sáng đầy đủ cùng với Milo bữa sáng. Yeah! Wow.